Trước năm 1975, sân khấu cải lương Việt Nam đã sản sinh ra những tên tuổi soạn giả tài hoa cùng với những tuyệt tác vượt thời gian. Họ không chỉ là những cha đẻ của những vở diễn kinh điển, mà còn là những người thầy tận tâm, dìu dắt biết bao thế hệ nghệ sĩ. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, cuộc đời của họ cũng đầy những thăng trầm, bởi tài hoa thường bạc mệnh. Hãy cùng khám phá những câu chuyện ít người biết về ba soạn giả huyền thoại này. 1. Năm Châu. Nguyễn Thành Châu hay còn được biết đến với nghệ danh Năm Châu là một tượng đài sừng sững trong làng nghệ thuật. Ông vừa là một kép hát xuất chúng với giọng ca trời phú, vừa là soạn giả tài hoa với ngòi bút sắc sảo và là một người thầy lớn đã đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương tài năng cho đất nước. Nghệ sĩ Năm Châu sinh năm 1906 tại làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho. Khi mới 16 tuổi, ông đã gia nhập gánh hát thầy Năm Tú và nhanh chóng trở thành kép chính được yêu thích nhất trên sân khấu nhờ ngoại hình đẹp trai và giọng ca trời phú. Viết về ông, soạn giả Viễn Châu nhận xét, năm 1923, anh Năm Châu đã là kép chính xuất sắc nhất của ban cải lương thầy Năm Tú ở Mỹ Tho. Anh là người tài giỏi, có chí tâm và luôn nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt thời cơ để ứng biến một cách linh hoạt. Sau thời gian cộng tác với gánh hát Huỳnh Kỳ, nghệ sĩ nhân dân Năm Châu đã cho ra đời một loạt vở tuồng để lại dấu ấn sâu đậm như Ngọn Cờ Hiệp Sĩ, Tội Của Ai, Hồn Chinh Phụ, Tố Hoa Nương. Tuy nhiên, với tầm nhìn xa trông rộng và tâm huyết với nghệ thuật cải lương, ông Năm Châu sớm nhận ra những hạn chế của cải lương đương thời. Khán giả bắt đầu tỏ ra không mặn mà với những vở tuồng sử dụng quá nhiều hán tự, lối ca diễn ủy mị, rời rà, nội dung xa rời thực tế cuộc sống. Điều này thôi thúc ông dấn thân vào con đường cải cách cải lương đầy chông gai. Năm Châu lúc đó đã cho ra đời những cách viết mới mẻ táo bạo. Chính vì vậy đã vấp phải sự phản đối của một bộ phận khán giả vốn đã quen với lối diễn cũ. Tuy nhiên, với niềm tin mãnh liệt vào con đường mình đã chọn, nghệ sĩ Năm Châu vẫn kiên định với lý tưởng cải cách, đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới của cải lương Việt Nam. Sự nghiệp của ông đạt đến đỉnh cao khi ông thành lập đoàn hát Việt kịch Năm Châu. Vở Tây Thi Gái Nước Việt do ông đạo diễn và thủ vai Ngô Phù Sai cùng Phạm Lãi đã tạo nên một tiếng vang lớn về nghệ thuật ca diễn cải lương cải tiến, tạo nên một cơn sốt chưa từng có. Cho đến khi trở thành giáo sư kịch nghệ Sài Gòn vào năm 1962, ông đã để lại cho đời hơn 50 vở tuồng, cải lương dài hơi và hàng chục kịch mục ngắn. Cuộc đời của ông Năm Châu không chỉ thăng hoa trên sân khấu mà còn đầy những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Cô Sáu Trâm là người vợ đầu tiên của nghệ sĩ Năm Châu. Hai vợ chồng ông từng là một cặp đào kép được yêu thích nhất vào giữa thập kỷ 1920. Với hình tượng Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà trong vở Giọt Máu Chung Tình. Sau khi cô Sáu Trâm đột ngột rời bỏ về quê nhà An Giang, nghệ sĩ Năm Châu kết hôn với nghệ sĩ cùng quê với ông là cô Tư Sản, nữ đệ nhất danh ca thời tiền chiến. Cả hai có với nhau 5 người con thì nghệ sĩ Tư Sản bỏ đi lấy chồng khác. Sự việc này là một cú sốc lớn trong cuộc đời nghệ sĩ Năm Châu, và từ đó vở kịch Phủ Phàng ra đời, sau được chuyển thành tuồng cải lương Men Rượu Hương Tình. Nội dung vở kịch nói về cô đào hát tham tiền, phụ rẫy người chồng là nghệ sĩ nghèo để chạy theo kẻ khác giàu sang. Anh chồng kép hát vẫn theo đuổi nghiệp cầm ca, giải buồn bằng men rượu và gục chết trên sân khấu sau đêm diễn tuồng. Đến năm 1948, nghệ sĩ Năm Châu kết hôn với nghệ sĩ Kim Cúc, cả hai có với nhau 6 người con, cùng chung tay tạo nên một nền móng nghệ thuật cải lương thật và đẹp cho đến những năm cuối đời. Nghệ sĩ Năm Châu qua đời 1977, thọ 72 tuổi. 2. Yên Lan. Soạn giả Yên Lan sinh năm 1940 tại Dòng Me, Cầu Kè, nay thuộc phường 2, thành phố Bạc Liêu với tên thật là Nguyễn Ngọc Thanh. Ngay từ thuở ấu thơ, ông đã được nuôi dưỡng trong cái nôi của cải lương, nơi sản sinh ra những tên tuổi lớn như nhạc sĩ Hai Khị, Ba Chuột, Bảy Cao và Cao Văn Lầu. Năm 1955, với khát khao cháy bỏng được theo đuổi nghệ thuật, Yên Lan khăn gói lên Sài Gòn lập nghiệp. Tại đây, ông may mắn gặp gỡ ký giả Phong Vân và nhà thơ Hoài Ngọc, những người đã nhận ra tài năng tiềm ẩn trong ông và không ngừng khuyến khích, động viên ông dấn thân vào con đường sáng tác kịch bản cải lương. Đây chính là bước ngoặt quan trọng, mở ra cánh cửa đưa Yên Lan đến với sự nghiệp sáng tác lừng lẫy sau này. Năm 1960, Yên Lan chính thức bước vào làng cải lương với vở tuồng Đầu Tay Nắng Chiều Lên Cổ Tháp,
một tác phẩm ông cùng chấp bút với soạn giả Nguyễn Liêu và được Đoàn Song Kiều dàn dựng công phu. Tiếp nối thành công đó, ông tiếp tục hợp tác với Nguyễn Liêu để cho ra đời vở Bếp Lửa Chiều Ly Biệt trên sân khấu Đoàn Bạch Vân. Tuy nhiên, phải đến vở diễn thứ ba, Đường Về Quê Ngoại, một sáng tác hoàn toàn của riêng Yên Lan và được Đoàn Song Kiều trình diễn, tên tuổi của ông mới thực sự tỏa sáng. Vở diễn đã tạo nên một cơn địa chấn trong làng cải lương, đánh dấu sự xuất hiện của một tài năng sáng tác mới đầy triển vọng. Từ năm 1963, Yên Lan trở thành soạn giả được yêu thích trong lòng người mê cải lương với thể loại kiếm hiệp tình kỳ. Bằng tài năng xuất chúng của mình, ông đã đưa nhiều tên tuổi nghệ sĩ lên đỉnh cao vinh quang nghệ thuật cải lương như Minh Cảnh, Thanh Sang, Minh Vương, Minh Phụng, Lệ Thủy, Phượng Liên, Tấn Tài, Diệp Lan. Những tác phẩm của ông không chỉ được nhiều đoàn cải lương, gánh hát nổi tiếng dàn dựng mà còn được thu âm, phát hành rộng rãi, tạo nên cơn sốt trong lòng người mộ điệu, mang về danh tiếng và lợi nhuận khổng lồ, góp phần làm nên thời hoàng kim của cải lương Việt Nam. Cô Đào Kiều Anh, ái nữ của bà bầu gánh hát Song Kiều, đã trót trao trọn trái tim cho chàng soạn giả trẻ Yên Lan. Tình yêu của họ không chỉ là sự đồng điệu trên sân khấu mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn đồng điệu ngoài đời thực. Vì tình yêu ấy, Kiều Anh đã quyết định từ bỏ ánh đèn sân khấu để trở thành hậu phương vững chắc cho người chồng tài hoa. Cuộc hôn nhân của họ đã đơm hoa kết trái với ba người con, trong đó có soạn giả Lâm Tuyền, người đã nối nghiệp cha và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực sáng tác cải lương. Sau những biến động của lịch sử, Yên Lan đã trải qua một thời gian cải tạo trước khi quyết định định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1995 vì chén cơm manh áo. Tại hải ngoại, Yên Lan được xem như một viên ngọc quý của ngành cổ nhạc cải lương và là một trong những soạn giả nổi tiếng nhất, đóng góp nhiều nhất cho nền cổ nhạc hải ngoại. Tuy nhiên, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh suy thận và biến chứng đường ruột, Yên Lan đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Garden Grove, California vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 5 tháng 6 năm 2017, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ. 3. Quy Sắc. Quy Sắc là một soạn giả cải lương nổi tiếng từ trước năm 1975. Vở cải lương Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, còn gọi là Sơn Nữ Phà Ca, là vở tuồng thành công nhất trong sự nghiệp của nam soạn giả. Tác phẩm này được công diễn lần đầu năm 1958, do ông hợp tác cùng viết với soạn giả Kiên Giang. Ông sinh ngày 14 tháng 7 năm 1924 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, tên thật là Nguyễn Phú Quý. Năm 1955, cơ duyên đã đưa ông đến với gia đình bà bầu Nguyễn Thị Thơ, trưởng đoàn hát Thanh Minh, khi ông nhận lời làm gia sư cho cô con gái Juliet Nguyễn Thị Nga. Nhờ sự tiếp xúc gần gũi với gia đình trong nghệ thuật này, Quy Sắc đã có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về sân khấu cải lương. Ông bắt đầu từ mày mò, học hỏi và dần dần chấp bút viết nên những kịch bản đầu tiên. Tác phẩm Nghiệp Giáo ra đời năm 1956 chính là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của ông trên con đường sáng tác cải lương đầy thành công sau này. Tuy nhiên, sự nghiệp soạn giả của Quy Sắc chỉ thực sự thăng hoa khi ông bắt đầu hợp tác với soạn giả Kiên Giang. Một bước ngoặt quan trọng đã đến khi ông đưa kịch bản Đời Sinh Nữ cho Kiên Giang góp ý. Với con mắt tinh tường và tài năng của mình, Kiên Giang đã mài dũa kịch bản này thành một tác phẩm hoàn thiện hơn, đổi tên thành Người Vợ Không Bao Giờ Cưới. Năm 1958, vở diễn Người Vợ Không Bao Giờ Cưới được Đoàn Thanh Minh công diễn lần đầu tiên và ngay lập tức trở thành một hiện tượng gây chấn động làng cải lương. Đặc biệt, vai diễn nữ chính Phà Ca do chính người học trò nhỏ của Quy Sắc, nghệ sĩ Thanh Nga thể hiện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ngoài ra, bài Vòng Cổ Cô Bán Đèn Hoa Giấy do soạn giả Quy Sắc sáng tác và danh ca Thanh Hương thể hiện đã trở thành hiện tượng âm nhạc, đưa tên tuổi cả hai lên đỉnh cao. Thanh Hương được vinh danh là đệ nhất nữ danh ca vọng cổ, còn Quy Sắc ký hợp đồng độc quyền với hãng dĩa Asia với mức thù lao hậu hĩnh, 5.000 đồng tiền thưởng mỗi năm, 1.000 đồng tiền bản quyền cho mỗi dĩa vọng cổ và 8.000 đồng cho mỗi dĩa vọng cổ kèm bài ca được in ấn. Thu nhập đáng kể này đã vượt xa mức lương của một giáo viên, khiến ông thầy giáo Nguyễn Văn Quý quyết định từ bỏ sự nghiệp giảng dạy để toàn tâm toàn ý với nghệ danh Quy Sắc, gắn bó trọn đời với sân khấu và nghệ thuật cải lương. Ngày 6 tháng 1 năm 2010, soạn giả Quy Sắc đã trút hơi thở cuối cùng tại căn nhà C16 cư xá Vĩnh Hội, phường 5, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, khép lại một cuộc đời cống hiến hết mình cho nghệ thuật cải lương.
Quý khán giả nghĩ sao về ba soạn giả tài hoa này? Hãy để lại bình luận phía dưới video cho kênh biết nhé! Và đừng quên like, share, đăng ký để đón xem nhiều video mới đầy thú vị.